Kính chào quý vị và các bạn. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích xem cơ hội nào dành cho đội tuyển Việt Nam khi trước mắt chúng ta đang là những đối thủ rất mạnh là Iran và Yemen. Yemen thì hiện nay đang được đánh giá là đối thủ có thể nói là nhẹ ký nhất trong bảng D đối với chúng ta. Sau khi thất bại ở trận ra quân trước đội tuyển Iraq, thì trước mắt huấn luyện viên Park Hang-seo lúc này là cần chuẩn bị tốt trước khi bước vào trận đấu thứ hai với đội tuyển Iran vào ngày 12 tháng 1. Nhận xét về thất bại 2-3 của đội tuyển Việt Nam trước Iraq thì chuyên gia Vũ Mạnh Hải đã cho biết là cảm nhận chung của tôi đây là trận đấu khá bất ngờ vì không nghĩ là trình độ của Iraq nó lại sa sút như vậy. Họ chơi bóng rất là vụng về, thiếu sự ăn ý và thiếu cái sự sắc nét. Trái lại thì Việt Nam mình dù là thiệt về thể hình, sức mạnh, bị đối thủ chơi pressing nhưng mà chúng ta đã khá bình tĩnh và đảm bảo được thể lực, không thua kém về tình huống mà còn thậm chí là còn tấn công sắc sảo hơn. Chúng ta thua vì vấp phải cái quả phạt cố định ở gần khung thành. Từ giải AFF Cup tới nay chúng ta vẫn bị và chưa khắc phục được. Nhưng điều đó rất khó khắc phục và cũng vì đối thủ sút hay quá. Tôi nghĩ đây là trận đấu tốt và rất là hay của chúng ta. So với các đội tuyển Đông Nam Á thì chúng ta đang chơi tốt nhất và hiệu quả nhất. Nói thêm về hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam thì cựu danh thủ thể công đã cho biết là bàn thắng của chúng ta tốt. Thông minh của Công Phượng và Quang Hải đã thể hiện rất rõ. Người kiến tạo, người chạy chỗ đều tốt. Bàn thua thì do Duy Mạnh bất cẩn một chút. Tình huống phạm lỗi thì có lẽ là trọng tài đã bắt hơi quá tay, kể ra bỏ cũng được. Chúng ta cũng cần phải khắc phục, tránh phạm lỗi trước khu vực cấm địa. Nhưng đây là điều khó sửa chữa vì tranh bóng khó lại ở cái thời điểm mà bóng bổng thì phạm lỗi hay không là khó kiểm soát. Về bàn thua thứ hai, hàng thủ của chúng ta lúc đó cũng hơi lúng túng. Trong những cái tình huống quá nhanh, các cầu thủ không kịp phối hợp một cách tỉnh táo. Các cá nhân phải quyết định trong tình huống đó và đó là sai lầm không hẳn là do bản lĩnh thi đấu mà là do diễn biến quá nhanh và chúng ta cũng đã không kịp trở tay. Theo cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải, Công Phượng, Văn Đức, Quang Hải là những cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất của Việt Nam ở cái trận này. Nhìn chung thì hàng tấn công của chúng ta đã đá tốt hơn là hàng thủ. Về hai cái nhân tố mà gây bất ngờ ở đội hình xuất phát là Hồng Duy và Xuân Trường thì ông Hải cũng nhận định là đây là các cầu thủ chơi tròn vai thôi. Ý đồ của ông Park là khi mà chúng ta còn sức có thể phản công bóng dài bất ngờ nên dùng Hùng Dũng và Xuân Trường. Khi chúng ta có điểm thì thay Văn Hậu vào là được cái kết quả là một điểm. Nhưng chúng ta không giữ được thì phải chấp nhận thôi. Và đội bạn có may mắn và thể lực, tầm vóc và vượt trội tuyển Việt Nam chúng ta. Khi chúng ta yếu thì chống bóng bổng nó sẽ khó khăn hơn. Theo cựu danh thủ thể công thì việc hàng thủ Việt Nam hôm nay mắc nhiều sai lầm cá nhân cũng phần nào là do thiếu Đình Trọng, dẫn tới là cái sự phối hợp không tốt. Hàng thủ của chúng ta chơi chưa tốt bằng mọi khi, ví dụ Duy Mạnh để thua bàn đầu, nếu mà đã phá ngay ra thì có lẽ sẽ không dẫn tới bàn thua. Pha bóng đó có lẽ là hơi thiếu tập trung và dứt khoát, thiếu Đình Trọng cho nên là các cái mắt xích cũng chưa tốt. Cơ hội đi tiếp cho Việt Nam sẽ là khó khi mà mục tiêu là kiếm 3 điểm trước Yemen cũng không phải là dễ dàng. Trước Asian Cup, Việt Nam đề ra kế hoạch cầm hòa Iraq, thua nhẹ Iran và thắng Yemen. Tuy nhiên thì bước đầu tiên của kế hoạch này đã không thành công. Tình thế rất là khó khăn cho Việt Nam. Chúng ta không hoàn thành chỉ tiêu đầu tiên cho nên rất khó. Khả năng có điểm thêm là khó và đá với Iran thì chúng ta sẽ phải nỗ lực hết sức. Vẫn quyết tâm lấy một điểm vì không loại trừ họ vừa chơi quá hay đối với cả đội tuyển Yemen thì có khi gặp Việt Nam biết đâu lại trùng xuống và chủ quan thì chúng ta sẽ có được một trận hòa hoặc tệ hơn thì là sẽ thua ít. Nhìn chung thua 1 hay thua 2 cũng vậy thôi, cho nên là đá với Iran thì ta vẫn phải quyết tâm có một điểm. Yemen thì chúng ta có thể nghĩ là thắng họ nhưng xem họ đá hôm rồi thì cũng khả năng cũng tương đối khó. Tôi nghĩ là Yemen cũng ngang với Iraq. Anh em cầu thủ cần động viên nhau để chơi hết mình, được đến đâu thì hay đến đấy chứ khó lắm. Trận thua này đã làm chúng ta hỏng đi chỉ tiêu. Nhận xét kỹ hơn về đối thủ Yemen sau cái trận đầu thua Iran với tỷ số 0-5 thì ông Hải nói tiếp. Xem Yemen hôm trước đá với cả Iran thì họ thua 5 bàn, các bình luận viên cho họ là yếu nhất bảng. Nhưng hôm nay xem Việt Nam đá thì liệu có phải là yếu nhất hay không? Iran quá mạnh và quá hoàn thiện cho nên là Yemen thua 5 bàn. Nhưng đây là đội mà tôi nghĩ là sẽ tương đương với Iraq. Thể lực, khả năng tấn công, nỗ lực máu lửa thì Yemen có khi còn hơn cả Iraq.
Đây là cái đối thủ tương đương Iraq, cho nên chúng ta cố gắng hòa hoặc thắng Yemen cũng không dễ. Chỉ tiêu đề ra thì phải cố thôi. Cuối cùng thì nói về trận tới gặp Iran, dù mong Việt Nam đạt kết quả hòa, nhưng về lý trí, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng là chúng ta sẽ chỉ đạt được một thất bại với cái tỷ số nhẹ nhàng mà thôi. Đá với Iran, ông Park sẽ nghiên cứu và cố gắng làm sao cầm hòa hoặc là thua ít. Về lý trí, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thua Iran với tỷ số cách biệt rất ít. Sau trận đầu ra quân, Việt Nam thua Iraq, còn Iran thì mới thắng to. Dứt khoát là họ sẽ xem nhẹ và thi đấu có thể là sẽ chủ quan và đá không hết mình. Bản chất các đội Trung Đông là một cái sự thiếu kỷ luật, ý chí chiến đấu, cho nên là dễ coi thường Việt Nam sau cái trận đầu ra quân. Chính Iraq trong cái trận đấu hôm vừa rồi bị bàn thua trước cũng là do coi nhẹ chúng ta, cho nên họ đã có sai lầm ở phút đầu. Họ thua hai bàn trước và suýt nữa thì phải trả giá. Tinh thần là hết sức quan trọng. Iran thắng nhiều có thể nhìn Việt Nam lại không coi là gì cả. Đó là cái mà chúng ta sẽ cần phải tận dụng. Đứng trước hai đối thủ còn lại là Iran và Yemen thì huấn luyện viên Park Hang-seo đang có bốn bài toán cần phải nhanh chóng tìm lời giải. Thứ nhất là giữ vững về tinh thần cho các học trò. Đặt mục tiêu giành được một điểm trước Iraq trong trận ra quân, nhưng mà rốt cuộc thì đội tuyển Việt Nam đã không làm được điều đó, cho dù đã hai lần vượt lên dẫn trước. Thất bại này rõ ràng là sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hành trình vào sâu của các chàng trai áo đỏ. Vì thế thì bài toán đặt ra cho huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự lúc này là làm thế nào để giúp các học trò, vốn phần đông là những cầu thủ trẻ, không bị sụp đổ sau cái trận thua này và lấy lại tinh thần để mà chuẩn bị một cách tốt nhất cho trận đấu sắp tới gặp Iran. Điểm thứ hai là phải khắc phục được cái điểm yếu về phòng ngự. Thiếu vắng Đình Trọng hiện nay thì thay bằng Bùi Tiến Dũng rõ ràng đã làm xáo trộn hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam và ảnh hưởng ít nhiều đến khả năng phối hợp nhuần nhuyễn của các hậu vệ. Hai trong số ba bàn thua trước Iraq đến từ sai lầm của các trung vệ, trong khi bàn còn lại thì đến từ một bản kịch cũ đã mang tên là tình huống cố định và minh chứng cho thấy rõ điều đó. Nhiệm vụ của chiến lược gia người Hàn Quốc lúc này là tìm cách khắc phục những cái yếu tố cố hữu đã từng bộc lộ trong những cái trận cuối của AFF Cup 2018. Nó không được phép lặp lại hoặc ít nhất là cũng phải giảm thiểu ở cái mức thấp nhất nếu như đội bóng áo đỏ không muốn phải đón nhận thêm những cái bàn thua theo cách tương tự trong trận đấu tới gặp Iran. Điểm thứ ba về cái vấn đề về phục hồi thể lực. Trận chiến với các cầu thủ to cao của Iraq chắc chắn là đã tiêu tốn rất nhiều thể lực của các cầu thủ Việt Nam. Bởi vậy thì mục tiêu đặt ra cho huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự là phải tìm được cách khắc phục được cái phục hồi thể lực cho các cầu thủ một cách nhanh nhất. Trước mắt chúng ta là những đối thủ sở hữu những cầu thủ có thể hình và thể lực không kém gì so với Iraq. Hơn nữa họ lại còn có lợi thế là hơn chúng ta một ngày nghỉ. Chính vì vậy nếu mà không đủ thể lực để mà tranh chấp một cách sòng phẳng trong suốt 90 phút với các cầu thủ đối phương thì cầm chắc là tuyển Việt Nam sẽ không thể duy trì được lối đá hiệu quả và nguy cơ là sẽ bị vỡ trận. Điểm tiếp theo là điểm thứ tư là lựa chọn cái phương án để mà đối phó với Iran. Đây là một cái bài toán không dễ giải với chiến lược gia người Hàn Quốc. Kể cả nếu tung đội hình mạnh nhất, bung sức và chơi một cách tất tay với Iran thì tuyển Việt Nam cũng không chắc chắn giành được một cái điểm trước cái đội bóng rất mạnh này, là đội bóng đang giữ vị trí hàng đầu châu lục, vừa mới dự World Cup 2018 và đã từng cho Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha phải gặp khốn. Họ có trình độ vượt trội so với chúng ta. Tuy nhiên nếu chỉ sử dụng đội hình 2 mà phải nhận cái trận thua đậm thì dù có thắng tuyển Yemen trong trận cuối thì tuyển Việt Nam với cái hiệu số kém cũng sẽ khó lòng mà giành cái quyền đi tiếp với tư cách là một trong bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Bởi thực tế là những cái giải đấu mà có 6 bảng lấy 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất, có chỉ số phụ tốt nhất trong cái thời gian gần đây, chưa có đội thứ ba nào là có 3 điểm đi tiếp với hiệu số âm. Tính toán thế nào để trọn vẹn cả đôi đường sẽ là bài toán không dễ dàng và có lời giải đối với huấn luyện viên Park Hang-seo trong những ngày tới. Ở phần tiếp theo của video, chúng tôi cũng muốn gửi tới quý vị khán giả những lời chia sẻ thật lòng và mong quý vị hãy cùng suy ngẫm. Khi mà dông bão đang nổi lên với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, khi những mũi dùi đang chĩa thẳng về thủ thành Đặng Văn Lâm cũng như bản thân nhà cầm quân người Hàn Quốc này. Tháng 4 năm ngoái thì trong một chương trình thực tế mang tên là Master in the House được thực hiện bởi đài truyền hình Hàn Quốc SBS, huấn luyện viên Park Hang-seo đã lý giải về việc ông thường xuyên dùng cử chỉ thân mật với các học trò của mình ở đội tuyển U23 Việt Nam. Khi tôi đến Việt Nam, tôi không thể nói tiếng Anh cũng như là không thể nói tiếng Việt.
Cách duy nhất tôi có thể giao tiếp với các cầu thủ của mình là thông qua sự động chạm cơ thể. Cách đó đã khiến việc giao tiếp của chúng tôi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Mỗi khi các cầu thủ của tôi kết thúc trận đấu, tôi sẽ dùng cử chỉ thân mật để bày tỏ cái thái độ của mình với các cầu thủ, với đội trưởng. Khi tôi có thể hiện cái sự yêu quý hoặc vui vẻ, tôi có thể véo má họ. Khi đội tuyển thua, tôi sẽ ôm và vỗ nhẹ vào lưng các cầu thủ của mình. Tôi làm thế, các cầu thủ của tôi sẽ cảm nhận được cái sự an ủi. Không chỉ riêng huấn luyện viên Park Hang-seo mà người Hàn Quốc cũng rất coi trọng cảm xúc. Ngay trước trận chung kết giải U23 châu Á hồi năm ngoái, thì một ekip của đài truyền hình GTBC của Hàn Quốc đã đặt chân đến Việt Nam với một yêu cầu dành cho người viết là liệu có thể bố trí cho chúng tôi phỏng vấn được người đàn ông đã khóc trên truyền hình không? Ở Hàn Quốc người ta rất quan tâm đến ông ấy. Người đàn ông khóc trên truyền hình đấy chính là ông Nguyễn Sĩ Hiển, trưởng đoàn bóng đá Việt Nam dự Asian Cup 2019 lần này. Ngày ấy thì trong chương trình bình luận trực tiếp trên truyền hình sau trận bán kết U23 châu Á, chuyên gia 74 tuổi này đã bật khóc trước hàng triệu khán giả Việt Nam vì xúc động trước chiến tích kỳ vĩ mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vừa lập nên. Gần một năm về trước, trong căn phòng khách với cành hoa đào rực sắc hồng đón Tết, vị chủ tịch hội đồng huấn luyện viên quốc gia này đã có một cuộc trao đổi đầy cảm xúc với nữ phóng viên Su Min Oh, đã tạo nên điểm nhấn khó quên với khán giả Hàn Quốc trong bộ phim tài liệu về hành trình khó tin của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng bóng đá Việt Nam ở kỳ tích đầu tiên mang tên Á quân châu Á. Và từ ấy, vị chuyên gia năm nay đã bước sang tuổi 75 này, đã trở thành gương mặt quen thuộc với đài truyền hình GTBC của Hàn Quốc theo từng kỳ tích mà huấn luyện viên Park Hang-seo lập nên cho bóng đá Việt Nam. Bởi khán giả Hàn Quốc vẫn nhớ ông lắm, vẫn quan tâm đến ông lắm. Những người quan tâm đến ông Park Hang-seo đều biết sau những cử chỉ thân mật ban đầu để làm quen với các học trò của mình, nó đã trở thành công cụ đắc lực để nhà cầm quân này thể hiện sự chân thành của mình. Điều ông tự hào nhất qua bài phỏng vấn với báo Hàn Quốc vào ngày đầu năm mới vừa qua. Những cử chỉ thân mật ấy đóng góp rất lớn trong thành công của ông Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam khi tạo lên một đội tuyển ngập tràn sự yêu thương, gắn kết như một gia đình. Những cú véo má, những cái ôm, những cái vỗ vào lưng đã trở thành dấu ấn đậm nét của ông với các cầu thủ của Việt Nam. Sau trận đấu với Iraq, người ta lại thấy được những cái ôm của thầy Park với học trò, kể cả các cầu thủ dự bị. Nhưng sau trận đấu mà đội tuyển Việt Nam từ thiên đường rơi xuống địa ngục ấy, người ta thậm chí còn thấy ông thầy Hàn Quốc cũng không thể giữ được cảm xúc tích cực thường có của mình. Trong buổi họp báo sau trận đấu, lần đầu tiên người ta thấy ông lên tiếng chỉ trích cầu thủ của mình, và đau đớn thay, đấy lại là người không đáng bị chỉ trích nhất. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhận xét, vị trí đứng của Văn Lâm có lẽ là vị trí chưa tốt khi nói về cú sút phạt thành bàn, giật đi cái hy vọng của đội tuyển Việt Nam dù họ đã có một trận cầu để đời. Câu nói ấy của huấn luyện viên Park Hang-seo qua nhiều kênh thông tin khác nhau đã thổi bùng lên một làn sóng chỉ trích của người hâm mộ Việt Nam hướng vào thủ thành Việt Kiều này. Và tâm điểm lớn nhất sau cái trận đấu đấy là những cái tranh cãi nảy lửa về Văn Lâm liệu là có lỗi hay không có lỗi trong cái bàn thua ấy. Đau đớn cho Văn Lâm là bởi pha bóng ấy quyết định nhiều thứ. Nó khép lại cánh cửa vốn đang mở rất rộng chào đón đội tuyển Việt Nam lọt tiếp vào vòng sau. Và nó diễn ra đúng vào cái phút cuối cùng của giờ thi đấu chính thức. Bất chấp rằng là hai bàn thua trước đó có lỗi lớn của cá nhân Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng. Ngay sau trận đấu thì một nhà báo bình luận viên thể thao nổi tiếng đã lên tiếng chỉ trích khá nặng lời với huấn luyện viên Park Hang-seo. Không những chê trách huấn luyện viên này đã quá bị động trong việc ứng biến thay đổi nhân sự, nhà báo này đã còn cho rằng là các tiền vệ phòng ngự đều có lỗi trong cả 3 bàn thua của đội nhà. Thậm chí là anh còn cho rằng là kết quả của trận đấu đã là vấn đề của cả hệ thống và cần phải được khắc phục. Trong bài phát biểu đầu năm với báo Hàn Quốc thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã nói là tôi sợ rằng tương lai sẽ sụp đổ và cánh cổng địa ngục sẽ mở ra bất cứ lúc nào. Với những gì đang diễn ra thì cánh cổng ấy đang chờ trước mắt và bất cứ lúc nào. Bởi trước mặt thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là đối thủ đang xếp ở vị trí số 1 châu Á. Và các cầu thủ của Việt Nam phải chơi chiến đấu ít nhất một trận hòa để mà mở ra cánh cửa vào vòng trong cho mình. Với các học trò của mình thì huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn hàng ngày hàng giờ dành cho họ những cái véo má đầy yêu thương, những cái ôm ngập tràn tình cảm. Có lẽ đã đến lúc lên cân nhắc hơn khi đặt tay lên bàn phím mà chỉ trích ông, chỉ trích những cậu học trò nhỏ của ông để mà thỏa mãn cái cảm giác khó chịu khi phải nhận về kết quả đầy thất vọng sau trận cầu ngập tràn cảm xúc đến như vậy. Yêu thương, thông cảm bao giờ cũng khó hơn là buông lời chỉ trích. Có phải không hả thầy Park lẫn các học trò?